Ok, hello, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming Minh và Duy Khải. Chúc các em một buổi xem video vui vẻ lắm rồi. Ở video này thì Khải trung gia một cái ngập bội may mắn 5 dòng 1 nữ nè, với giá 2.8 triệu. Ông anh King of Die ông mua. Thì bây giờ thì bên này sẽ giao dịch cái ngập bội trước cho Khải. Giao dịch đi ấy ơi, Ad Die đúng không? Lô, Vũ ơi. Đây, đúng chưa? Lên mid đi, có mid không? Lên mid đi. Vâng, đúng rồi, Khải. Rồi, đúng rồi, ok này. Đây, may mắn 5 dòng 1 nha em. Giá 2.8 triệu. Và server Đại Gia Sơn. Server mới, đúng mạc rồi á. Đồng ý đi, đúng mạc rồi. Rồi, cảm ơn Khải. Rồi, ok nha. Rồi, đợi tới nha, đợi Khải nhận tiền bên kia. Khải gửi vô lại 4.890.000. Ok. Ok, đã nhận luôn. Đã nhận nha em. Đây, tiền đây. Chung là mua thêm Khải 30 kim nữa nè. Đây. Mua cái bội mảnh nằm đây anh em xem. Thiêu rồi. Đó. Đó, 30 kim thì Khải bán giá 68 anh em. Ngập bội này 2.850.000. Thì anh gửi phí Khải 50.000. Nói chung là cho anh em xem. Trung gian thì mình rõ ràng anh em. Đó, mình được 50.000 từ cái trung gian này thôi. Đó. Rồi ok, 4.890.000 từ anh Momo Phan Văn Trung. Ok anh, đã nhận đủ tiền về giùm em Phượng Hoàng Thành Bắc giao dịch kim cộng ngọc bội đó. 30 kim mình vừa đủ luôn, tí nữa đủ không ta? Ba mươi kim với lại ngập bội là tính ra vừa tròn 32 ô. Khá là thêm ít kim nữa. Đưa trước anh 25 kim đi, tí nữa giao tiếp. Em đưa anh trước 25 kim. Tí em bị em thêm 5 kim nha. Để ra 1 kim. À rồi, đưa cho em mượn đi. Ok. Đây giao cho anh đủ đi. À đủ rồi. Tại vì không đủ 5 kim, còn 28 nè. 28 tí nữa tính sao. Đưa em mượn 5 kim đi. Này đợi tí nữa tăng kim. Phượng Thành Bắc. Ok, giao dịch đủ 30 kim cộng ngọc bội. May mắn 500 nha anh. Không thiếu nha. Đi đây Khải ơi. Đây. Rồi thôi. Ek kill ek now right? Kill long hả? Ok. Kill long đây. Giao dịch 5 kim, Khải mượn 5 kim đi. Tí nữa Khải đưa lại liền cho. Rồi. Tới đưa 5 kim xong cũng được. Ừ, xem 5 kim được. Ở đây giao dịch cho đủ không? Rồi, đây. Chắc gì chịu nói. Giao dịch anh. Ok, giao dịch anh chắc gì chịu nói. Bật giao dịch. Ông anh này cũng chơi xếp bánh đẳng cấp lắm anh em ơi. Đây, ngập bội này. Đó, đúng chưa? 30 kim. Ừ, cái delay tí nè. Tôi gái chụp tấm hình nhìn đâu vậy. Rồi. Nói chung là cái này giao dịch vật phẩm số tiền cao là Khải phải từ từ thôi em. Khải chụp hình qua. Đúng ạ, chưa? Chưa anh. Đó. Rồi ok. Đúng 30 kim. Mình bánh 5. Mình nữ đẹp quá. Ok, xác nhận. Chung là cái này giao dịch dùm nha anh em ơi. Cái ngọc bội với giá 2.8 triệu. 2.8 triệu cái ngọc bội này. Mình 5. Chung là anh này chơi xem mình g lắm. Được, Khải coi ông mình bánh như thế nào rồi. Ok, xong. Ông xem mình bánh ông rồi. Ông ngọc bội mình bánh 4. Ông muốn mua thêm mình bánh 5. À được, g nhỉ. Đồ. Xem mình bánh vãi cả nồi.
mang Ngọc Bội vào. Em xem. Đây, đồ xem mình bánh vãi nồi. Xem mình bánh cho một đại gia. Gia truyền mình bánh 8. Nhắn bánh 6. Nhắn bánh 5. 8, 6 là 14. 14 với 5 là 19. 19 với cái này là 20. Bánh 5 là 20. 8, 6 là 14. 14 cái này đâu? 20, đồ xếp bánh 25 chứ. Nhầm, sorry anh em. 8 này, 6 là 14. 14 với 5 là 19. Uầy, xếp bánh 24 vãi nồi. 24% vãi nồi. Khủng server. Ok, nói chung là bây giờ thì Khả sẽ chuyển tiền qua bên kia. Vũ có việc có mua mua không? Có đợi tí vui nha. Đọc Khả mua mua, Khả chuyển liền luôn này. 0989. Đây chút. Trên này mình có nói chuyện nhau cho nó nhanh, giao dịch cho nó nhanh luôn nè. Chút chút nha. Chứ Khả chút nè. À hay thiệt, tranh đêm tới sáng nhận được chỉ vàng con vái. 2.8. Ma ra luôn mà. Số nhiêu này, đọc lại. 0989. 0989 rồi. 73. 73. 73. 73. 15. 15. Tên là Nguyễn Vũ đúng không? Nguyễn Vũ gì đó đúng không? Rồi. 2.8. Rồi, Khải Trung Giang. Rồi, chuyển tiền này. Đúng là Khải chuyển thôi nha. Nguyễn Vũ. Rồi xong. Coi kiểm tra Momo đi. Tiền đây. Đó, 2.8 cho Nguyễn Vũ nè anh em. Đúng chưa? 8:55 đúng chưa? Rồi kiểm tra Momo đi Vũ ơi. Nhận được chưa? Chuyển rồi ấy. Nhận chưa? Momo rồi nhanh mà. Ok. Vậy nha. Tí nữa Khải trả anh em Kim sao cho. Ok, cảm ơn Khải. Ok, Tống Kim. Ok, và bây giờ thì nói chung là giao dịch trung gian xong rồi, nói chung giao dịch giữa anh em trong bang thôi. Một người trong bang Khải bán và một người mười kia thì cũng trên mạng. Ông anh thì Khải vừa soi cho anh em xem xíu bánh vãi nồi quá. Không biết là như thế nào nhưng mà cũng là một người hay mua kim của Khải. Ok, thì bây giờ Khải tạm dừng clip đây nha anh em ơi, mười tống kiên rồi anh em ơi. Donate 500 xu à. À ok Vũ nha, ok. Rồi, để xong tống kiên rồi anh em ơi, xong tống kiên rồi, Khải giao dịch kim rồi đấy. Đi mua lách tống kiên thôi. Chung là giao dịch một món đồ khá là chất. Với một ông anh đủ mang vào và xếp mềm bánh 20 mấy luôn cơ, thì 24 vãi thôi, vãi cái nồi thiệt.